Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, 21 tháng 10, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Xuân Khánh xin giải đáp thắc mắc về đề tài, xưng tội và giải tội tập thể. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Đức Maria, mẹ của sự quan tâm. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, Sáng hôm qua 21 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Phó Thủ tướng Thường trực của Chính phủ Việt Nam, ông Trương Hòa Bình, hướng dẫn phái đoàn chính phủ gồm hơn 10 người đến thăm tòa thánh. Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kéo dài 20 phút. Sau đó, đoàn tháp tùng gồm hơn 10 người đã vào chào Đức Thánh Cha. Trong dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng Đức Thánh Cha tượng Thanh Long bằng đồng, và ngài tặng cho phó thủ tướng một mề đai lớn bằng đồng có hàng chữ từ sa mạc thành vườn cây và giải thích rằng mề đai này tượng trưng của lòng ngưỡng mộ của tôi đối với dân tộc Việt Nam đã tranh đấu cho tự do và nỗ lực hoạt động và biến những khó khăn thành những điều tốt đẹp như sa mạc thành vườn cây Đức Thánh Cha cũng tặng Phó Thủ tướng Sứ Điệp Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới mùng 1 tháng Giêng 2018, Ngài vừa ký trước buổi tiếp kiến cùng với một số tác phẩm của Ngài như Tông Huống Niềm Vui Tin Mừng, Niềm Vui Yêu Thương, Thông Điệp Lào Đa Tô Xì về việc bảo vệ căn nhà chung, Tông Huống Anh Em Hãy Vui Mừng và Hân Hoan về ân gọi nên thánh của mọi người. Tiếp đến, Phó Thủ tướng và đoàn Tùy Tùng đã đến hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Paronin, quốc vụ khanh tòa thánh trong vòng 40 phút về các vấn đề liên quan đến giáo hội tại Việt Nam cũng như quan hệ giữa tòa thánh và chính phủ Việt Nam. Lúc 3 giờ chiều cùng ngày, phái đoàn Việt Nam đã viếng thăm đền thờ thánh Phêrô và một số nơi khác ở Vatican. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ dấn thân trong sứ mạng mang tin mừng cho tất cả mọi người cho đến tận cùng trái đất. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới truyền giáo lần thứ 92 được cử hành vào chủ nhật hôm nay 21 tháng 10 giữa lúc thường hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ đang tiến hành tại Roma. Chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho ngày thế giới truyền giáo là cùng với người trẻ chúng ta mang tin mừng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng làm chứng và rao giảng Chúa Kitô mà mỗi Kitô hữu nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Ngài viết. Sứ mạng thông truyền đức tin trọng tâm sứ mạng của giáo hội diễn ra qua sự hay lay của tình thương, trong đó niềm vui và sự phấn khởi biểu lộ ý nghĩa đã tìm thấy và sự sung mãn của cuộc sống. Sự loan truyền đức tin bằng sự thu hút đòi chúng ta phải có con tim cởi mở, được tình yêu làm nở rộng. Nhắc đến lời Chúa dạy các môn đệ hãy mang tin mừng đến tận cùng trái đất, Đức Thánh Cha khẳng định rằng những môi trường con người, văn hóa và tôn giáo vẫn còn xa lạ với tin mừng của Chúa Giêsu và sự hiện diện bí tích của giáo hội chính là những khu ngoại ô tột cùng. Những bờ cõi của trái đất mà các môn đệ thừa sai được gửi đến từ khi Chúa Giêsu phục sinh với niềm xác tính có Chúa luôn ở cùng với chúng ta. Ân gọi truyền giáo cho dân ngoại hệ tại điều đó. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng khu vực ngoại ô tiêu điều nhất của nhân loại đang cần Chúa Kitô chính là sự dưỡng dưng đối với đức tin hoặc thậm chí đó là sự oán ghét chống lại cuộc sống sung mãn trong Chúa. Mỗi sự nghèo nàn về vật chất và tinh thần, mỗi sự kỳ thị chống lại các anh chị em luôn luôn là hậu quả của sự từ chối Thiên Chúa và tình thương của Ngài. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, các bạn trẻ thân mến, tận cùng trái đất đối với các bạn ngày nay thật là tương đối và luôn dễ dàng lướt trong đó đó là thế giới tìm thể kỹ thuật số các mạng xã hội đang tràn ngập và xuyên qua chúng xóa bỏ mọi khoảng cách thu hẹp những khác biệt dường như tất cả ở trong tầm tay tất cả đều gần kề nhưng nếu không có ơn can dự của cuộc sống chúng ta trong đó thì dù có vô số các tiếp xúc chúng ta cũng sẽ không bao giờ đi sâu vào cuộc sống hiệp thông thực sự. Sứ mạng truyền giáo cho đến tận cùng bờ cõi trái đất, đòi phải có sự dấn thân trong ơn gọi được Chúa ban cho chúng ta, đấng đã đặt chúng ta trên trái đất này. Tôi dám nói rằng, đối với một người trẻ muốn theo Chúa Kitô, điều thiết yếu là tìm kiếm và gắn bó với ơn gọi của mình. Nhưng ngày Thế giới truyền giáo sáng thứ Sáu 19 tháng 10 vừa qua Đức Hồng Y Fernando Finoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cùng với Đức Tổng giám mục Gian Pietro Dantoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, và cha Fabrizio Meroni, Tổng thư ký Liên hiệp giáo hoàng truyền giáo, và cũng là giám đốc hãng tin Fides, đã mở cuộc họp báo tại Roma về ngày truyền giáo. Đức Hồng Y Finoni nhắc đến tính chất cấp thiết của sứ mạng truyền giáo 2 phần 3 dân chúng trên thế giới chưa được loan báo tin mừng, và cũng có nhiều cộng đoàn cần được tái truyền giảng tin mừng. Vì thế công tác của giáo hội chưa chấm dứt. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng tin mừng qua giáo hội là một điều phong phú cho các lãnh thổ nơi tin mừng được truyền đến, phong phú cả về mặt xã hội, trường học, nhà thương, giáo dục, về đối thoại và sống chung hòa bình ngoài ra các giáo hội trẻ ngày càng ý thức mình là thừa sai tại lãnh thổ của mình với sự hỗ trợ của giáo hội hoàng vũ và cụ thể là bộ truyền giáo đức tổng giám mục đàn tô sô nói đến ý nghĩa ngày thế giới truyền giáo nhắm mục đích hỗ trợ công cuộc truyền giáo nâng đỡ các giáo hội trẻ trước tiên bằng lời cầu nguyện và tiếp đến là qua các cuộc lạc quyên trong các thánh lễ chúa nhật hôm nay để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các miền truyền giáo về vấn đề này các giáo hội địa phương trẻ cũng được yêu cầu minh bạch trong việc quản lý và sử dụng đúng đắn các tài trợ nhận được đức tổng giám mục đàn tô sô cho biết sự tục hóa tại nhiều xã hội đã làm suy giảm số tiền các tín hữu đóng góp để giúp các miền truyền giáo ngoài các cuộc lạc quyên trong các thánh lễ, Bộ Truyền giáo đang nghiên cứu việc sử dụng Internet để các tín hữu có thể đóng góp trực tuyến, hỗ trợ công cuộc truyền giáo. Và ti Căng, trong năm 2016, số tín hữu công giáo trên thế giới tăng thêm 14 triệu 200 ngàn người, mặc dù có sự giảm sút tại châu Âu. Hôm 19 tháng 10 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, trong số 7 tỷ 400 triệu người trên thế giới hiện nay, có 1 tỷ 300 triệu tín hữu công giáo, tức là cứ 5 người thì có một người là tín hữu công giáo. Trong số 14 triệu 200 ngàn người công giáo mới vừa nói, có 6 triệu 200 ngàn người tại Phi Châu, 6 triệu tại Mỹ Châu và gần 2 triệu tín hữu tại Á Châu. Chỉ có ở châu Âu giảm bớt số tín hữu công giáo, tức là giảm 240.000 người trong năm 2016, trong khi dân tại đại lục này tăng thêm 1 triệu 300 000 người. Dẫn theo thống kê về năm 2016, số linh mục trên thế giới giảm sút và còn gần 415 000 linh mục. Sự giảm sút xảy ra nhiều nhất ở Âu Châu, bớt đi gần 2.590 linh mục. Mỹ Châu mất đi 589 linh mục. Trong khi đó, số linh mục tăng thêm 1.304 vị tại Á Châu và tại Phi Châu có thêm 1.180 linh mục. Cả số chúng sinh nói chung cũng suy giảm. Trong giáo hội có 116.160 chúng sinh. Trong số này, 71.117 thầy là chúng sinh giáo phận và 45.043 là tu sinh của các dòng. Nói chung, số chủng sinh gia tăng tại Á, Phi, nhưng giảm ở Âu, Mỹ và Úc Châu. Chỉ có số phó tế vĩnh viễn là gia tăng và hiện có hơn 45.600 phó tế vĩnh viễn giáo phận và 703 phó tế vĩnh viễn thuộc các dòng tu. Roma Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 10 vừa qua không có thông cáo của tòa thánh về nội dung buổi tiếp kiến, nhưng theo hãng tin TASS của Nga, Đức Tổng giám mục Hilarion muốn trình bày cho Đức Giáo Hoàng về lập trường của Tòa Thượng phụ chính thống Moscow về giáo hội chính thống tại Ukraine và chính thống Nga đã đoạn giao với Tòa Thượng phụ chính thống công tăng về vấn đề này. Đức Tổng giám mục Hilarion nói với hãng TASS, chúng tôi không mong đợi Đức Giáo Hoàng can thiệp vào tình trạng này, hoặc tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng tôi trình bày cho Ngài về những quyết định của Thánh Hội đồng Chính thống Nga. Hôm thứ Năm 18 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Hilarion đã được mời phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giới Trẻ, trong tư cách là đại biểu của một giáo hội Kitô anh em. Nhân dịp đến Roma, Đức Tổng Giám mục Hilarion cũng đã gặp Đức Hồng Y Quốc Cốc, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và thông báo sâu rộng cho Đức Hồng Y về lập trường của chính thống Nga trong vấn đề chính thống Ukraine. Trước đó, Đức Hồng Y Cốc cũng đã nói với hãng tin cấp Press của Công giáo Áo rằng đây là một vấn đề xung đột nội bộ của chính thống. Vì thế, giáo hội Công giáo không lên tiếng xen mình vào vấn đề này, nhưng Công giáo cũng liên hệ tới cuộc xung đột này, theo quy luật về đại kết khi một chi thể của Chúa Kitô bị đau, thì cả các chi thể khác cũng cùng chịu đau. Jerusalem, hội đồng các vị bản quyền công giáo tại thánh địa lên án vụ xúc phạm đến nghĩa trang của dòng Đông Bosco hôm 17 tháng 10 vừa qua tại khu vực BXCMS ở mạng Tây Jerusalem. Những kẻ lạ mặt đã đột nhập nghĩa trang phá hủy nhiều bia mộ, đập phá nhiều thánh giá cách đây hai năm cũng đã xảy ra một vụ phá hoại và xúc phạm tương tự tại Nghĩa Trang này. Và cách đây một năm, có vụ xúc phạm đến thánh đường của tu viện Đông Bosco tại đây. Trong cả hai trường hợp vừa nói, các lực lượng an ninh Israel không tìm ra thủ phạm để truy tố trước pháp luật. Theo thông cáo công bố hôm 19 tháng 10 vừa qua, các giám mục và các bề trên công giáo tại Thánh Địa đặt câu hỏi chúng tôi tự hỏi không biết vụ thứ ba này có phải chịu cùng số phận như vậy không chúng tôi lấy làm tiếc và bày tỏ phẫn nộ lên án những hành vi gian ác như thế chúng tái diễn nhiều lần trong những năm gần đây trong khi đó hầu như chúng tôi không thấy an ninh và có biện pháp giáo dục nào từ phía nhà cầm quyền để chống lại hiện tượng nguy hiểm như thế chúng tôi kêu gọi chính quyền với tất cả các cơ quan liên hệ Hãy hoạt động để trừng phạt những kẻ tấn công phá hoại và giáo dục dân chúng đừng phạm những hành vi như thế nữa. Chúng tôi cầu xin đấng tối cao để những kẻ tấn công ăn năn hối cải và hy vọng rằng tất cả mọi người, đặc biệt tại thánh địa chúng ta, học cách sống chung với nhau trong tình yêu thương và tôn trọng nhau, bất luận những khác biệt giữa họ với nhau. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài: Hoàn cảnh ra đời, quá trình biên soạn bộ giáo luật 1983. thưa quý thính giả, bộ luật Bio Benedicto 1917 được mọi người đồng thuận và đã giúp thúc đẩy cách hữu hiệu công cuộc mục vụ trong toàn thể giáo hội. Tuy nhiên, một phần vì những hoàn cảnh ngoại tại của giáo hội trong thế giới, một thế giới chỉ trong ít thập niên đã chứng kiến bao xáo trộn mau lẹ, bao đổi thay quan trọng trong phong tục, phần khác vì sự biến chuyển của những hoàn cảnh nội tại trong giáo hội nên việc duyệt lại giáo luật ngày càng trở nên cấp bách và cũng đã được yêu cầu. Đức Doan Ham Ba đã sáng suốt nhận thấy những thời triệu. Khi vào ngày 25 tháng Giêng năm 1959, Ngài loan báo triệu tập công đồng Roma và công đồng chung, và cùng lúc tuyên bố rằng những biến cố này là một chuẩn bị cần thiết cho việc căng tân giáo luật đã từng được mong đợi. Như thế, Công đồng Vaticano thứ hai có một vai trò rất quan trọng trong việc ban hành bộ giáo luật mới và mặc dù được loan báo đồng thời với việc triệu tập công đồng chung. Nhưng tính theo thời gian thì bộ giáo luật mới lại sinh ra sau công đồng. Bởi vì việc chuẩn bị biên soạn phải dựa vào công đồng và chỉ có thể bắt đầu sau khi công đồng kết thúc. Quá trình soạn thảo bộ giáo luật mới Khi công đồng chung đã khởi sự, Mặc dù Ủy ban duyệt lại giáo luật đã được thiết lập ngày 28 tháng 3 năm 1963 với Đức Hồng Y Pietro Chiriachi làm chủ tịch và Đức ông Giacomo Violardo làm thư ký. Nhưng trong phiên họp ngày 12 tháng 11 cùng năm, các Đức Hồng Y thành viên của Ủy ban này đã thỏa thuận và đồng ý với vị chủ tịch rằng công việc duyệt lại thực sự và chính thức phải hoãn đến sau và chỉ khởi sự một khi công đồng bế mạc, vì việc tu chỉnh phải được thực hiện phù hợp với những khuyến dụ và nguyên tắc do chính công đồng chỉ định. Sau đó, Ủy ban do Đức Doan 23 thiết lập đã được Đức Phao Lô Đệ Lục bổ sung thêm 70 cố vấn vào ngày 17 tháng 4 năm 1964. Và sau này, Ngài đặt thêm các thành viên hồng y khác với nhiều cố vấn từ khắp hoàn cầu để hợp tác hoàn thành công việc. Cộng đồng Vatican II sắp bế mạc và để công khai khởi sự công cuộc diệt lại giáo luật, ngày 20 tháng 11 năm 1965, trước sự hiện diện của Đức Phaolô 6, đã diễn ra một phiên họp long trọng của các hồng y thành viên, các thư ký, các cố vấn, các nhân viên văn phòng đã được tuyển chọn vào thời đó. Trong bài huấn từ của Đức Giáo hoàng, một cách nào đó, ngài đã đặt nền móng cho tất cả các công trình và đã thực sự nhắc nhở rằng giáo luật phát xuất từ bản tính giáo hội, rằng nguồn gốc luật lệ là quyền tài phán của Chúa Kitô đã trao lại cho giáo hội nhằm chăm sóc các linh hồn để họ đạt tới ơn cứu rỗi đời đời. Đằng khác, bản chất luật giáo hội được sáng tỏ, tính cách cần thiết của luật được minh chứng để đương đầu với những lời phản đối ngày càng phổ biến. Lịch trình tiến triển của luật và các sưu tập được trình bày nhưng nhất là nhu cầu khẩn thiết việc mới lại được nêu ra ánh sáng để kỷ luật giáo hội phù hợp với các hoàn cảnh đã thay đổi lại nữa đức giáo hoàng cũng chỉ cho ủy ban hai nguyên tắc phải hướng dẫn toàn thể công trình thứ nhất không phải như trong việc hình thành bộ luật pio benedetto chỉ sắp đặt lại các khoản luật nhưng nhất là sửa lại các khoản luật cho thích hợp với cách suy nghĩ mới với những nhu cầu mới dù có lấy luật cũ làm nền tảng. Thứ hai, trong công việc diệt lại này, phải đặt trước mắt tất cả các sắc lệnh, các văn kiện công đồng Vatican II, vì trong đó có các nét riêng biệt cho việc lập pháp mới. Bởi lẽ các luật lệ đã được ban bố có liên quan trực tiếp đến các thiết lập mới và kỷ luật của giáo hội, hoặc bởi lẽ các giáo huấn dồi dào của công đồng đã giúp rất nhiều hiệu lực và sự bổ túc cần thiết cho việc lập pháp. Các nguyên tắc phải theo trong việc duyệt lại toàn bộ luật. Các luật lệ của giáo luật tự bản tính đòi buộc phải được tuân giữ. Vì lý do đó, trong thời gian lâu dài chuẩn bị bộ luật, các nhà soạn luật đã hết sức quan tâm đến cách thức diễn tả các quy tắc và để cho các quy tắc ấy có một nền tảng vững chắc về giáo lý, giáo luật và thần học. Với sự đồng thuận hầu như trọn vẹn, các nguyên tắc sau đây đã được thông qua. Nguyên tắc thứ nhất, tính cách pháp lý của Bộ Giáo luật. Trong việc canh tân, tính cách tài phán của luật mới mà bản chất xã hội của giáo luật đòi buộc phải được tuyệt đối bảo toàn. Vì thế, việc của giáo luật là trình bày những quy tắc để các khi tô hữu trong cuộc sống đạo được thông phần các thiện ích mà giáo hội thông ban, hầu dẫn tới ơn cứu rỗi đời đời. Vì vậy, để đạt được mục đích ấy, giáo luật phải quy định và canh chừng để quyền lợi và nghĩa vụ mỗi người đối với nhau và đối với cộng đồng giáo hội hướng tới việc tôn thờ Thiên Chúa và phần rỗi linh hồn. Nguyên tắc thứ hai Có sự phối hợp giữa tòa ngoài và tòa trong, đó là một đặc điểm của giáo hội và đã có từ ngàn xưa nên phải tránh xung đột giữa hai tòa. Nguyên tắc thứ ba Tính cách mục vụ của bộ luật Để tán trợ việc chăm sóc mục vụ các linh hồn trong luật mới, ngoài đức công bằng, cũng còn phải dành chỗ cho đức ái, tiết độ, nhân đạo, chừng mực. Nhờ đó không những giữ được trung dung trong việc các mục tử áp dụng luật, mà còn trong chính việc lập luật. Và vì thế nên loại bỏ các khoản quá cứng nhắc. Hơn nữa, mỗi khi không cần có những khoản luật nhặt nhằm phục vụ công ích và kỷ luật chung của giáo hội thì nên sử dụng khuyến dụ và khuyến cáo. Nguyên tắc thứ tư, để nhà lập luật tối cao và các giám mục hành động hài hòa trong việc chăm sóc các linh hồn và để trách nhiệm mục tử tỏ ra có tính tích cực hơn thì các năng quyền cho đến nay vốn là ngoại thường để chuẩn các luật chung thì từ nay sẽ là thông thường chỉ giữ lại cho quyền tối thượng của giáo hội phổ quát các thẩm quyền thượng cấp khác những đòi buộc ngoại lệ vì công ích Nguyên tắc thứ năm Chú ý cách riêng đến nguyên tắc xuất phát từ nguyên tắc trên đây và gọi là nguyên tắc phụ đới nguyên tắc này càng phải được áp dụng nhiều hơn trong giáo hội vì chức năng của giáo mục cùng với các quyền hành kèm theo là thuộc thần quyền do nguyên tắc này và miễn là khi sự thống nhất luật pháp và quyền phổ quát được bảo toàn thì trước hết nên và cần bảo vệ những tiện ích của mỗi tổ chức qua các quyền riêng qua sự độc lập chân chính về quyền hành pháp riêng đã được công nhận cho các tổ chức ấy vì thế, cũng dựa vào nguyên tắc ấy, luật mới trao cho các quy luật riêng hoặc cho quyền hành pháp phần vụ chuyên lo về những gì không cần thiết, cho sự thống nhất của kỷ luật giáo hội toàn cầu, để gây dựng cách thích hợp điều được gọi là sự tản quyền lành mạnh, nhưng tránh nguy cơ gây phân hóa hoặc làm phát sinh các giáo hội quốc gia. Nguyên tắc thứ sáu, vì sự bình đẳng căn bản giữa các kỳ tơ hữu cũng như sự khác biệt giữa các chức vụ và trách nhiệm dựa trên chính trật tự phẩm trật của giáo hội nên các quyền lợi của mỗi người cần được minh định và bảo vệ chắc chắn điều đó làm cho việc thi hành quyền bính tỏ ra cách rõ ràng hơn như là một việc phục vụ thực sự và việc sử dụng quyền bính được bảo đảm và tránh được các lạm dụng nguyên tắc thứ bảy để những nguyên tắc ấy được đem ra thực hành cách thích hợp thì cần chú tâm cách riêng đến việc điều chỉnh thủ tục tố tụng để bảo vệ nhân quyền vì thế trong việc canh tăng luật cần chú ý đến những gì người ta rất mong đợi trong vấn đề này là quyền kháng cáo hành chính và quản lý tư pháp để đạt được điều đó cần phân biệt rõ ràng các phẩm quyền trong giáo hội như quyền lập pháp hành pháp và tư pháp lại phải chỉ định rõ ràng cơ quan nào đảm trách nhiệm vụ nào nguyên tắc thứ tám một cách nào đó phải nhìn nhận nguyên tắc duy trì tính cách địa hạt trong phạm vi thi hành quyền quản trị trong giáo hội vì việc tông đồ ngày nay hình như đòi hỏi việc thiết lập các đơn vị tài phán tông nhân vì vậy trong luật mới sẽ có nguyên tắc theo đó cứ luật chung quyền quản trị dân chúa được hạn định theo địa giới tuy nhiên khi vì lợi ích thì không vì ngăn chặn việc chấp nhận các tiêu chuẩn khác ít nhất là cùng lúc với tiêu chuẩn địa hạt để thiết lập các cộng đoàn tín hữu. Nguyên tắc thứ 9, giáo hội xét là một xã hội ngoài tại, hữu hình và độc lập, không thể từ bỏ quyền cưỡng chế. Nhưng các hình phạt thường là hậu kết và chỉ được tuyên và tha ở tòa ngoài. Hình phạt tiền kết còn dành cho một số ít trường hợp và chỉ dành cho những tội ác nặng nề. Nguyên tắc thứ 10, sau cùng, như mọi người đồng ý cách xếp đặt mới và có hệ thống của bộ luật như công cuộc diệt lại đòi buộc đã được phát họa ngay từ ban đầu nhưng không thể xác định và giải quyết cách chính xác được công việc đó chỉ được hoàn thành sau khi diệt lại mỗi phần hơn nữa chỉ sau khi hầu như toàn bộ đã hình thành những nguyên tắc trên đây vạch ra con đường phải theo trong công cuộc diệt lại luật này và cho thấy rõ sự cần thiết phải áp dụng giáo lý mà công đồng Vatican II đã trình bày về giáo hội trong mọi lĩnh vực, tất nhiên không phải những chú ý đến các lý do ngoại tại và xã hội của nhiệm thể Chúa Kitô, mà cũng và nhất là chú ý đến đời sống nội tâm nữa. Và thực sự trong việc soạn thảo văn bản bộ giáo luật mới, các cố vấn đã được các nguyên tắc hướng dẫn để tiếp tục chương trình xuân khánh và trần đỉnh xin giải đáp thắc mắc về đề tài xưng tội và giải tội tập thể Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi có nhận được thư của một thính giả ở Hoa Kỳ đặt vấn đề về việc giải tội tập thể như sau. Nếu hối nhân được xưng tội tập thể dưới sự chứng kiến và ban phép giải tội của Linh Mục, thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, Linh Mục không phải chịu trách nhiệm vì những điều hối nhân xưng ra. Thứ hai, có những người vì tội lỗi của mình nên ngại ngùng khi đi xưng tội, sinh ra mặc cảm rồi xa lánh nhà thờ. Và thứ ba, ý tưởng Tôi chỉ có trách nhiệm vì tội của mình với Thiên Chúa, không người trần ra nào được quyền tha tội cho tôi, được những người ngoài công giáo dùng để chỉ trích, khích bác, khiến không ít người trẻ nghe theo. Do đó, giải tội tập thể dưới quyền ban bí tích hòa giải của Linh Mục vẫn giữ được giá trị và dễ dàng cho mọi người trở về với giáo hội công giáo. Trong phần giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Sư Hồng Thủy xin giải đáp thắc mắc về việc xưng tội và giải tội tập thể liên quan đến các vấn đề được thính giả nêu lên. Xin chào sơ. Trước hết, sơ có thể trình bày cho các thính giả biết xưng tội và giải tội tập thể nghĩa là gì Trước hết, chúng ta cần phân biệt nghi thức sám hối cộng đồng với xưng tội và giải tội tập thể. Nghi thức sám hối cộng đồng rất phổ biến ở Mỹ. Trong nghi thức này, các giáo dân tập trung lại trong nhà thờ, nghe các bài kinh thánh nói về sự sám hối và ơn tha thứ của Chúa qua bí tích hòa giải, rồi linh mục chủ sự sẽ giảng qua về ý nghĩa sám hối và hòa giải để giúp mọi người hồi tâm xét mình và đọc kinh anh anh tội chung sau đó mọi người sẽ đi xưng tội riêng với linh mục nghe lời khuyên nhận việc đền tội và lãnh ơn tha thứ trong tòa giải tội còn trong trường hợp xưng tội và giải tội tập thể hay ban ơn xá giải chung linh mục ban ơn tha tội cho một tập thể hối nhân mà không có việc xưng tội cá nhân trước đó Điều này được giải thích trong các số 961 đến 963 của Bộ Giáo luật năm 1983 và trong số 1483 của sách giáo lý công giáo. Thánh giáo hoàng John Phaolô II trong tự sắc Misericordia Dei Lòng từ bi của Thiên Chúa ban hành ngày mùng 7 tháng 2 năm 2002 cũng đã đưa ra những chỉ dẫn cụ thể để tránh những lạm dụng về việc cử hành này. Vậy việc xưng tội và giải tội tập thể được cử hành trong những trường hợp nào thưa sơ? Giáo luật số 961 triệt 1 và sách giáo lý công giáo số 1483 giải thích về hai trường hợp có thể áp dụng việc xưng tội và giải tội tập thể. Thứ nhất, khi có nguy hiểm đe dọa đến sự sống của các tín hữu và linh mục không có đủ thời gian để nghe mọi tín hữu hiện diện xưng tội cá nhân. Ví dụ trong những trường hợp chiến tranh, các tai nạn bất ngờ như đắm tàu, tai nạn máy bay, động đất, sóng thần, vân vân. Thứ hai là những trường hợp khẩn thiết, nghĩa là khi có một số rất đông các hối nhân và số linh mục giải tội không đủ để có thể nghe từng người xưng tội trong một thời gian thích đáng, đến nỗi các tín hữu không được nhận ơn xá giải hay không được rước lễ mà không vì lỗi lầm của họ. Cần nhớ rằng, khi có nhu cầu khẩn thiết, chứ không chỉ khi có đông giáo dân như trong các trường hợp những ngày đại lễ hay các cuộc hành hương. Tóm lại, việc giải tội tập thể chỉ có thể được cử hành trong trường hợp thật sự khẩn trương nhiều người cận kề cái chết hoặc trong trường hợp khẩn thiết như một giáo sứ có quá đông người muốn xưng tội trong những dịp lễ Giáng sinh phục sinh mà một mình cha xứ không có đủ giờ để giải tội cá nhân cho từng người được và chỉ có đức giám mục địa phương có quyền quyết định trường hợp nào là khẩn thiết để cử hành nghi thức xá giải tập thể. Thưa sơ, để ơn xá giải tập thể hữu hiệu thì những người lãnh nhận cần có những điều kiện nào? Giáo luật khoản 962-1 yêu cầu những tín hữu lãnh nhận ơn xá giải tập thể không chỉ chuẩn bị thích hợp mà còn phải có ý định khi có thời gian thuận tiện sẽ xưng thú các tội họ đã phạm mà khi lãnh nhận ơn xá giải tập thể họ không thể xưng. Nói cách khác là khi thời gian khẩn thiết để được lãnh nhận ơn xá giải tập thể qua đi, thì hối nhân phải đi xưng tội cá nhân và nhớ là họ phải thực hiện điều này. Giáo luật khoảng 962 triệt 2 cũng nhắc rằng các tín hữu được lãnh nhận ơn xá giải tập thể cần được nhắc về điểm này khi lên một ban ơn xá giải tập thể. Thánh Giáo Hoàng John Paul II cũng đưa ra những chỉ dẫn cụ thể như Thứ nhất, người tín hữu phải có tâm tình thích đáng nghĩa là phải chuẩn bị đầy đủ như khi xưng tội riêng là xét mình sám hối và dốc lòng chừa vân vân. Thứ hai, nếu có thể, kể cả trường hợp nguy tử, mỗi người phải làm một việc đền tội. Thứ ba, hối nhân đang sống trong tình trạng tội trọng thường xuyên và không có ý định thay đổi tình trạng của mình thì không thể lãnh nhận bí tích giải tội thành sự. Thứ tư là phải quyết tâm sẽ đi xưng tội riêng vào thời gian thích hợp. Thời gian thích hợp phải hiểu là ngay khi có dịp. Ngoài ra, người nào được tha các tội trọng nhờ một ơn xá giải chung phải đi xưng tội riêng sớm hết sức khi có dịp, trước khi lãnh nhận ơn xá giải chung một lần khác, trừ khi bị ngăn trở vì một lý do chính đáng. Trở lại với lá thư của vị thính giả, các lý do được đưa ra không thuộc những điều kiện để được cử hành giải tội tập thể phải không ạ? giáo hội công giáo khẳng định việc xưng tội riêng nghĩa là xưng tội cá nhân và xưng tội đầy đủ cùng với việc xá giải là cách duy nhất và thông thường nhờ đó một tín hữu ý thức mình có tội trọng được hòa giải với thiên chúa và giáo hội chỉ có sự bất lực thể lý hay tâm lý mới miễn chuẩn việc xưng tội như trên trường hợp này việc hòa giải cũng có thể được thực hiện bằng những cách khác như thế lý do duy nhất có thể miễn xưng tội riêng là bất lực thể lý hay tâm lý ví dụ khi bị đau ốm hoặc không thể gặp được linh mục nào hay lý do tâm lý như hối nhân quá sợ hãi đến mức bị tâm thần khi xưng tội cá nhân giải tội tập thể chỉ được cử hành trong những trường hợp đặc biệt và không phải là việc thực hành thường xuyên. Và nhất là sau khi được lãnh ơn xá giải tập thể, các tín hữu vẫn buộc phải đi xưng tội riêng sau khi qua cơn nguy tử hay hoàn cảnh khẩn trương đã trôi qua. Vậy trong trường hợp có những người vì tội lỗi của mình nên ngại ngùng khi đi xưng tội, sinh ra mặc cảm rồi xa lánh nhà thờ thì sao thưa sơ? quả thực theo tâm lý thông thường người ta thường ngại ngùng khi phải xét mình kỹ lưỡng và tỏ bày những tội lỗi mình cho người khác dù mình xác tín vị linh mục giải tội là đại diện của chúa và vị ấy không thể tiết lộ tội đã nghe cho bất kỳ ai khác vì bất kỳ lý do nào nhưng xét cho cùng một tín hữu không muốn sân thú tội đã phạm cũng giống như một phụ nữ kia mang một bó quần áo bẩn ra bờ sông để giặt nhưng bà ta xấu hổ không dám mở bó quần áo ra vì sợ người ta trông thấy những thứ dơ bẩn trong quần áo. Vì thế, bà cứ nhúng cả bó quần áo bẩn xuống dòng sông, kéo lên kéo xuống nhiều lần, rồi bà sách về nhà. Nhưng bó quần áo của bà không thể nào sạch được. Cũng thế đối với những người không muốn xưng thú tội hoặc giấu tội. Vậy tại sao các tín hữu công giáo chúng ta đi xưng tội với các linh mục khi mà chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Dĩ nhiên, ai cũng phải xưng tội lỗi của mình với Chúa. Tuy vậy, nhưng chúng ta cũng cần phải xưng tội với vị linh mục mà chính Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu rằng. Khi Thiên Chúa sai con của Ngài đến thế gian, mang lấy thân xác loài người, là Thiên Chúa muốn có sự tiếp xúc trực tiếp với loài người qua những dấu hiệu, ngôn ngữ và qua thân phận con người. Linh mục là người có quyền tha tội cho chúng ta nhân danh Chúa. Chỉ có sự tha tội mà vị linh mục ban trong phép biết tích giải tội mới có thể đi sâu vào nội tâm và thực sự được tha tội và cũng được cha trên trời tha tội. Bởi vì Chúa Kitô đã ủy thác sứ vụ tha tội cho giáo hội, quyền tha tội và buộc tội. Tin mừng Thánh Gioan An thuật lại khi Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, Ngài đã nói với các tông đồ, hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần, nếu anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha nếu anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ bởi vậy khi đi xưng tội với một linh mục thì rất khác với việc tự thú kín đáo trong tâm khảm của chính mình khi tự thú kín đáo thì có thể có những trở ngại người đó không cảm thấy rõ ràng mình được tha hay không còn xưng tội dĩ nhiên là chúng ta được tiếp xúc với ơn tha thứ thiêng liêng được ban cho chúng ta nhờ Chúa Giêsu và được chuyển đến cho chúng ta qua sứ vụ của giáo hội. Chúng ta được gặp gỡ lòng thương xót vô biên, chúng ta được nhìn thấy dung nhan của Thiên Chúa, đấng thấu hiểu mỗi con người, thấu hiểu thân phận con người và đã đến với chúng ta bằng tình yêu dịu hiền tha thứ. Thêm vào đó, mặc dù chúng ta đã cố gắng làm điều tốt lành, nhưng vì bản chất mềm yếu, chúng ta thường xuyên sa ngã trước những cám dỗ. Chúa Kitô đã thiết lập bí tích hòa giải để giúp con người lấy lại tình thân với Chúa sau khi đã lỡ phạm tội vì bản tính yếu đuối, vì gương xấu trong môi trường và nhất là vì ma quỷ kẻ tư thù của chúng ta luôn trực chờ cám dỗ lôi kéo chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa để làm nô lệ cho ma quỷ và chúng ta mất đi hy vọng được cứu rỗi, được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa. Bí tích giải tội là để giải thoát chúng ta khỏi tình trạng tội lỗi bằng uy quyền thiêng liêng, có năng lực chữa lành và biến cải tâm hồn và hành vi của chúng ta được Chúa ban qua sứ vụ của giáo hội trước khi kết thúc chương trình trần đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài đức maria mẹ của sự quan tâm thính giả thân mến, trong tháng Mân Côi này, chúng ta đặc biệt suy gẫm về mẹ và các nhân đức của mẹ. Một trong những đức tính nổi bật nhất của mẹ là sự quan tâm. Sự quan tâm ấy chính ở sự quan sát, tỉnh thức, xuất phát từ một con tim yêu thương nhưng không. Quan tâm trước hết là một sự quan sát. Trong tiệc cưới Cana, mẹ tham dự lễ cưới, vì thế mẹ ăn uống, trò chuyện, giúp đỡ nhưng đồng thời mẹ cũng quan sát những gì xảy ra và nắm bắt sự việc nhờ sẵn sàng phục vụ mẹ thấy được những gì trước đó không ai thấy hết rượu rồi mẹ nhạy bén quan tâm đến những hoàn cảnh cụ thể hẳn nhiên mẹ không sống ảo không tám chuyện hay chụp hình đăng facebook rồi bình luận này nọ nhưng quan tâm đến những con người cụ thể xung quanh mẹ quan tâm cũng là thái độ tỉnh thức đối với nhu cầu của tha nhân mau mắn nhận ra tín hiệu, nhận ra những nỗi đau thầm kín của người khác và ân cần giúp đỡ. Trong khi những người khác còn đang ăn uống, trong khi gia chủ còn chưa biết sự việc, mẹ nhận ra sự bối rối của gia nhân và những khó khăn mà họ phải đối diện. Thái độ này khác hẳn với việc thở ơ thiếu nhạy bén. Một người mẹ thường rất nhạy bén với những chuyển biến về sức khỏe, tình hình của em bé với một đứa trẻ chỉ biết khóc để thể hiện vấn đề của mình, người mẹ nhạy bén sẽ để ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhất để chăm sóc. Một người đến thăm bệnh nhân chắc hẳn không luyên thuyên nói chuyện mà lại không thấy rằng người bệnh đang cần uống nước. Quan tâm không chỉ là để ý đến thiếu thốn của người khác, nhưng cũng là nhạy bén trước những phản ứng của người khác, trước lời nói, cử chỉ của mình. Thiếu quan tâm có thể là cất giọng đanh đá không nghĩ rằng ai đó sẽ bị tổn thương và cũng không để ý đến những gì đang xảy ra cho người khác quan tâm hẳn là giật mình lo lắng khi ta hành xử thiếu tế nhị tôn trọng và lấy độ đó có thể là không gây ồn ào trong đêm vắng đó có thể là không hút thuốc làm phiền người khác quan sát là cần thiết nhưng nó phải đến từ một con tim yêu thương chân thành đó có thể là tâm tình của một người mẹ dành cho đứa con mình đang cưu mang đó có thể là một chủ nhà ân cần nhưng không quá đùm bọc quan tâm là tình thân chứ không phải là giám sát ta tự hỏi nếu tôi cứ cố gắng và quyết tâm quan tâm đến người khác liệu có đủ không sự quan tâm nếu chỉ là hành động được quyết định bằng ý muốn bằng quyết tâm nó sẽ sinh ra cứng cỏi sự quan tâm ấy cần đặt trên nền cầu nguyện và tình thương có những cố gắng quan tâm đôi khi phản tác dụng nó nảy sinh bao nhiêu cay đắng, đau khổ, và rồi dần già là bỏ cuộc và vị kỳ. Cay đắng xảy ra là bởi người ấy thiếu đi yếu tố nền tảng quan trọng nhất, quan tâm đến những điều thuộc về Thiên Chúa. Một con người không biết cầu nguyện, không biết đặt Chúa làm trung tâm, sẽ chỉ đặt mình và những lợi ích của mình làm trung tâm. Và không sớm thì muộn, cuối con đường, sự quan tâm ấy cũng thành cứng cỏi và cay đắng quan sát mà không có con tim yêu thương thì cuối cùng cũng dẫn đến quan tài hôm nay tôi tự hỏi chính mình đâu là điều cản trở tôi quan tâm đến người khác trả lời qua loa thì không khó đó có thể là những tham lam thói mê ăn uống những ước muốn bất chính hay những chua cay giận hờn nếu mẹ chỉ chú tâm vào ăn uống có lẽ mẹ không thể phát hiện ra vấn đề của gia chủ nếu coi trọng ăn uống, có lẽ người dự tiệc cũng dễ cay đắng, chỉ trích rồi sau đó là nói xấu khi thấy gia chủ chuẩn bị tiệc không chu đáo. Mẹ đã không hành xử như thế. Tôi nhớ lại cuộc sống của mình. Ai là người tôi đã sống thờ ơ, ai là người tôi đã làm họ tổn thương? Và tôi cũng tự hỏi, điều gì giúp tôi biết quan tâm đến người khác như mẹ? Phải chăng đó là sự nhạy bén tinh tế? nhưng có lẽ sâu xa hơn đó là một sự tự do nội tâm là bình tĩnh chín chắn nhận định vấn đề tôi cũng nhớ lại những kinh nghiệm mà mình đã trải qua đâu là lúc tôi thấy mình có được những thái độ sâu xa ấy là khi tôi nghe một bản nhạc là khi tôi thinh lặng khi tôi ca hát khi tôi ăn chay hay khi tôi cầu nguyện với chuỗi mân côi đó cũng có thể là khi tôi gặp gỡ những con người bình an hay tôi gặp những người hiến thân để phục vụ người khác những tình nguyện viên hay những nam nữ tu sĩ phục vụ âm thầm. Hôm nay tôi cũng tự hỏi ai là người tôi muốn quan tâm trong những ngày sắp tới. Biết bao lần vì những vô tâm, sao lãng tôi làm tổn thương đến người xung quanh tôi. Ước mong rằng sự quan tâm giúp gia đình thêm hòa thuận, hàng xóm thêm gắn bó và bạn bè thêm kháng khít. Trong những ngày tháng 10 này, chúng ta nhớ đặc biệt đến những người mẹ, người chị, người em hay những nữ tu âm thầm, những con người ấy đã một đời âm thầm quan tâm đến chúng ta bằng cách này hay cách khác. Hôm nay, chúng ta cũng nhớ lại với lòng biết ơn những người đã quan tâm đến chúng ta dù lớn hay nhỏ và rồi, ta cũng xin cho mình biết sống quan tâm như vậy. Lạy mẹ Maria, xin mẹ dạy chúng con biết nhìn ngắm thái độ ân cần và quan tâm của mẹ và xin cho chúng con cũng biết sống quan tâm đến người khác và hôm nay xin cho con biết nói lời xin lỗi vì sự thờ ơ của con có thể làm cho người khác bị tổn thương, vì sự thờ ơ của con mà nhiều người khác đã không muốn đi tìm Chúa hơn nữa. Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Phó Thủ tướng Thường trực của Chính phủ Việt Nam, ông Trương Hòa Bình và Phái đoàn, Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ dấn thân trong sứ mạng mang tin mừng cho tất cả mọi người, cho đến tận cùng trái đất. Jerusalem, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa, lên án vụ xúc phạm đến nghĩa trang của dòng Đông Bosco hôm 17 tháng 10 vừa qua tại khu vực BICMS ở mạng Tây Jerusalem. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Lào đét tuê Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.